Tin bóng đá mới nhất hôm nay, huấn luyện viên Sinh Chui đừng nóng lòng muốn làm việc với Công Phượng. Phan Văn Đức phẫu thuật thành công. Real Madrid đổi Gareth Bale hoặc Isco lấy Paul Pogba. MU sẽ có sao Bồ Đào Nha với giá siêu rẻ. Đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Đầu tiên đến với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Sinh Chui đừng nóng lòng muốn làm việc với Công Phượng. Thông qua một video clip giới thiệu về câu lạc bộ Sinh Chui đừng, huấn luyện viên trưởng Mark Rice đã gửi lời chào mừng đến Công Phượng. Xin chào Công Phượng, chào mừng cậu đến với Sinh Chui đừng. Tôi muốn cậu biết rằng cậu chắc chắn sẽ được tất cả mọi người chào đón ở câu lạc bộ. Tôi biết rằng cậu là một cầu thủ bóng đá vô cùng tài năng và thực sự tôi rất chờ đợi đến ngày chúng ta được làm việc cùng nhau và chắc chắn cậu sẽ giúp Sinh Chui đừng trở thành một đội bóng mạnh. Hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại cậu ở Sinh Chui đừng. Ông Mark Rice chào mừng Công Phượng. Trong khi đó Công Phượng cho hay, tôi rất vui và hạnh phúc khi được khoác áo câu lạc bộ SINTTZUIDENDA ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi. Xin cảm ơn Bầu Đức, Hoàng Anh Gia Lai, lãnh đạo bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Sinh Chui. Tôi sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu hết sức khi ra sân để không phụ lòng người hâm mộ Việt Nam. Hà Nội chiêu mộ thành công cầu thủ người Pháp. Hà Nội FC vừa thông báo họ đã chiêu mộ thành công chân sút Papa Ibukeber để thay thế cho Osseni ở giai đoạn lượt về V-League 2019. Trước khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa V-League 2019 đóng cửa, ban lãnh đạo đội bóng thủ đô xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền đạo Papa Ibukeber. Phát biểu sau khi ký hợp đồng, Keber cho hay, những gì mà Hà Nội FC làm được trong những năm qua là rất tuyệt vời. Tôi mong muốn trở thành một phần của đội bóng. Lối chơi và tham vọng của câu lạc bộ cũng khiến tôi cảm thấy rất háo hức. Tôi không thể chờ đợi để được bắt đầu làm việc với huấn luyện viên và đồng đội mới. Hy vọng tôi sẽ có thể tạo được những điều tuyệt vời tại đây. Papa Ibukeber là cầu thủ người Pháp sinh năm 1989. Cầu thủ này đã ghi 24 bàn trên 25 trận đấu tại giải hạng nhì Slovenia mùa giải vừa qua. Với những gì đã thể hiện, anh được câu lạc bộ Hà Nội ký hợp đồng trực tiếp chứ không qua thử việc. Tiền đạo Papa Ibukeber mang hai quốc tịch Pháp và Senegal và được định giá 150.000 euro. Phan Văn Đức phẫu thuật thành công. Phan Văn Đức thông báo tin vui từ Singapore khi ca phẫu thuật diễn ra thành công và sức khỏe của anh đã ổn định. Phan Văn Đức đã thông báo tin vui trên trang Facebook cá nhân của mình. Tiền vệ này viết, Iron Man Đức còn chuẩn bị bay về Việt Nam với các bạn rồi đây. Tưởng phẫu thuật ghê gớm thế nào, hóa ra không đáng sợ bằng say xe. Ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy mình đẹp trai phong độ như này rồi. Cảm ơn các bác sĩ, bố mẹ, câu lạc bộ, ban huấn luyện và tất cả mọi người đã luôn hỗ trợ và động viên Đức trong suốt thời gian qua. Đức sẽ trở lại mạnh mẽ nhất có thể. Với chấn thương này, Phan Văn Đức sẽ nghỉ thi đấu hết giai đoạn 2 mùa giải 2019. Phan Văn Đức dính chấn thương sau vòng 1 V-League 2019. Trước vòng 13 cầu thủ này trở lại tập luyện, nhưng cầu thủ này lại dính chấn thương dây chằng đầu gối phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trở lại với tin tức bóng đá quốc tế, Real Madrid dùng 72 triệu bảng cộng Gareth Bale để đổi lấy Pogba. Theo tờ Mundo Deportivo Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ dùng 72 triệu bảng cộng với Gareth Bale hoặc Isco để đổi lấy Paul Pogba. Được biết MU đã đưa ra mức giá 150 triệu bảng cho bất cứ đội bóng nào muốn có sự phục vụ của Pogba. Tuy nhiên Real Madrid không sẵn sàng bỏ ra số tiền đó để giành lấy tiền vệ người Pháp. Isco và Gareth Bale cũng đang nằm trong danh sách thanh lý của Real Madrid nên câu lạc bộ này muốn nhân cơ hội đẩy hai cầu thủ này ra đi. Đặc biệt là Gareth Bale, cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng 600.000 bảng trên tuần. Real Madrid đang chờ động thái cuối cùng từ Pogba trước khi gõ cửa MU. Nếu Pogba đòi ra đi theo dạng chuyển nhượng trong mùa hè này, Real Madrid sẽ gửi lời đề nghị cho Quỷ Đỏ. Người đại diện của Pogba, Mino Raiola cũng tiết lộ rằng thân chủ của mình muốn rời MU trong mùa hè này. Tất cả mọi người ở câu lạc bộ từ giám đốc cho tới chủ sở hữu đều biết ước nguyện của Pogba. Tất cả đều biết Pogba sẵn sàng ra đi. Chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị để làm việc đó. Mọi người đều hiểu cảm xúc của cậu ấy lúc này ra sao, Raiola nói. Tương lai của Bruno Fernandes được quyết định vào cuối tuần này. Tờ báo của Bồ Đào Nha, Correio de Manhã cho biết tương lai của cầu thủ Bruno Fernandes sẽ được quyết định vào cuối tuần.
Sporting Lisbon sẽ đưa ra quyết định về trường hợp của cầu thủ người Bồ Đào Nha khi mà họ biết sự quan tâm của MU với Bruno Fernandes lớn hơn bao giờ hết. Được biết, người đại diện của Bruno Fernandes đã gặp gỡ quan chức của MU vào đầu tuần này để thảo luận về tương lai của cầu thủ 24 tuổi. Quỷ đỏ cũng được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Bruno Fernandes. Nhà báo Duncan Castle cho biết Bruno Fernandes có điều khoản giải phóng trị giá 90 triệu bảng. Tuy nhiên, cầu thủ này có một thỏa thuận bên lề với câu lạc bộ của Bồ Đào Nha cho phép anh ra đi với giá 32 triệu bảng trong mùa hè này. Hè năm ngoái, Sporting Lisbon đối mặt với sự tháo chạy của nhiều cầu thủ. Khi đó, Bruno Fernandes có thể sẽ bỏ hợp đồng của mình với đội bóng của Bồ Đào Nha. Để giữ chân cầu thủ này, Sporting Lisbon đã ký một thỏa thuận với anh rằng tiền vệ này có thể ra đi vào mùa hè kế tiếp nếu có đội bóng nào hỏi mua anh với giá 32 triệu bảng. Nếu Sporting Lisbon từ chối bán Bruno Fernandes với mức giá trên, họ sẽ phải trả tiền bồi thường là 5 triệu bảng cho cầu thủ người Bồ Đào Nha. Như vậy, MU có thể mua Fernandes với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này. Barcelona sắp đón Griezmann. Nhà báo Fabrizio Romano của Sky Sport Italia cho biết Barcelona sắp chiêu mộ thành công Antoine Griezmann. Lúc này, đội bóng xứ Catalonia chỉ còn phải đạt thỏa thuận với Atletico Madrid về một vài điều khoản khác của vụ chuyển nhượng này. Chủ tịch của Barca, Josep Bartomeu cũng cho biết Barca đã đàm phán với Atletico Madrid về Griezmann. Griezmann đã đạt thỏa thuận cá nhân với Barcelona. Mặc dù anh sẽ kiếm được khoản tiền lương ở Camp Nou ít hơn so với tiền lương ở Atletico Madrid, tờ Mundo Deportivo Tây Ban Nha cho biết Griezmann sẽ được chính thức giới thiệu là cầu thủ của Barcelona vào ngày 11 tháng 7 tới. Barca sẽ không trả 120 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng của Griezmann mà thay vào đó, họ sẽ để một hoặc hai cầu thủ khác gia nhập Atletico Madrid theo chiều ngược lại. Inter Milan muốn chiêu mộ Nemanja Matic, Juventus theo đuổi Lukaku. Theo báo chí Italy, Inter Milan muốn chiêu mộ tiền vệ Nemanja Matic của MU. Đội bóng của Serie A sẵn sàng bỏ ra 11 triệu euro cộng với Raja nên vô lực để thuyết phục MU nhà Matic. Matic 30 tuổi đã thi đấu 38 trận cho MU ở mùa giải trước khi đội bóng chủ sân Old Trafford cán đích ở vị trí thứ 6. Inter Milan cũng muốn chiêu mộ một cầu thủ khác của MU là tiền đạo Romelu Lukaku nhưng họ chưa đạt được thỏa thuận với quỷ đỏ về mức phí chuyển nhượng. Chân sút người Bỉ sắp đi du đấu cùng các đồng đội ở MU khi mà cuộc đàm phán giữa Inter và đội bóng chủ sân Old Trafford đi vào ngõ cụt. Theo báo chí Anh, Juventus và Napoli cũng đã nhảy vào cuộc đua giành Lukaku. Inter Milan muốn thanh lý Raja nên vô lực khi mà huấn luyện viên Antonio Conte tuyên bố rằng cầu thủ người Bỉ không nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải sau. Inter Milan cũng muốn thanh lý tiền đạo Mauro Icardi nhưng chưa có câu lạc bộ nào gửi lời đề nghị cho họ về tiền đạo người Argentina. Huấn luyện viên Conte còn để mắt tới Arturo Vidal của Barca. Đội bóng chủ sân Camp Nou có thể bán tiền vệ người Chile với giá khoảng 20 triệu euro. Arsenal nhận tin vui từ Zaha. Arsenal đã nhận tin vui từ Wilfried Zaha sau khi lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng của họ cho cầu thủ này bị câu lạc bộ Crystal Palace từ chối. Crystal Palace chỉ muốn bán Zaha với giá 70 triệu bảng. Zaha đã tỏa sáng trong chiến thắng 4-1 của bờ biển Nga trước Namibia tại CAN 2019. Sau trận đấu, Zaha đã hé lộ khả năng gia nhập Arsenal, đội bóng mà anh đã hâm mộ từ khi còn nhỏ. Tôi không có bình luận gì về tin đồn Arsenal hỏi mua tôi. Tôi không biết liệu mình có ở lại Crystal Palace hay không. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Zaha phát biểu, Arsenal coi cầu thủ chạy cánh Lucas Vazquez của Real Madrid là phương án B trong trường hợp không thể chiêu mộ được Zaha. Đội bóng chủ sân Emirates có thể gửi lời đề nghị trị giá 28 triệu bảng cho Real Madrid về trường hợp của Vazquez. MU đạt thỏa thuận với Ajax để chiêu mộ Matty De Ligt. Theo nhà báo người Pháp Julien Laurens, MU đang đứng trước cơ hội giành sự phục vụ của De Ligt. Julien Laurens cho rằng Ajax đã đạt thỏa thuận với MU và Paris Saint-Germain nên họ sẽ cố gắng bán De Ligt cho một trong số hai câu lạc bộ này. Nhà báo Julien Laurens phát biểu trên ESPN, các quan chức của Ajax có khả năng sẽ tỏ ra mất kiên nhẫn và nói: "Chờ một chút, chúng ta đã đạt thỏa thuận với Paris Saint-Germain và MU. Như vậy chúng ta sẽ không đàm phán với Juventus nữa và De Ligt có thể chọn lựa giữa hai câu lạc bộ đã đạt thỏa thuận sơ bộ với chúng ta." Sự thực là Ajax không muốn lãng phí thời gian về vụ chuyển nhượng của De Ligt. Họ muốn nhanh chóng thu về khoản tiền lớn nhờ việc bán cầu thủ này. De Ligt là cầu thủ tuyệt vời nhưng cậu ấy đã quyết tâm ra đi. Ajax muốn bán De Ligt càng sớm càng tốt và họ sẽ không muốn trở lại để đàm phán với Juventus hay bất cứ câu lạc bộ nào khác. Nhà báo Julien Laurens phát biểu, ban đầu, De Ligt có giá là 75 triệu bảng nhưng sau đó,
Ajax đã tăng giá cầu thủ này lên 78 triệu bảng. Như vậy nếu ra đi trong mùa hè này theo dạng chuyển nhượng, De Ligt sẽ vượt qua Van Dijk để trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới. James vắng mặt trong chuyến du đấu hè của Real. Theo tờ Marca, tiền vệ James Rodriguez sẽ vắng mặt trong chuyến du đấu trước mùa giải của Real Madrid tại Canada. Tương lai của cầu thủ người Colombia tại sân Bernabeu dường như rất mù mịt. Huấn luyện viên Zinedine Zidane không coi James nằm trong kế hoạch mùa sau và bản thân anh cũng không muốn quay về Real sau quãng thời gian được cho mượn tại Bayern Munich. Hiện tại, có tin đồn nói rằng James sẽ lại phiêu bạt sang Serie A để khoác áo Napoli theo dạng cho mượn. Nhưng dường như Napoli và Real vẫn chưa đạt được thỏa thuận dành cho cầu thủ 27 tuổi này. Arsenal muốn gây sốc với Marcelo. Arsenal hiện đang tìm kiếm một hậu vệ trái trên thị trường chuyển nhượng. Và tờ Express tuyên bố huấn luyện viên Unai Emery đang có ý định gây sốc với Marcelo của Real Madrid. Hậu vệ người Brazil dường như đã đánh mất vị trí của mình trong đội hình của huấn luyện viên Zidane. Anh từng có một khoảng thời gian phải ngồi dự bị khá lâu trong mùa giải trước. Nếu Arsenal muốn ký hợp đồng với Marcelo, họ sẽ phải hành động ngay. Bởi vì, cầu thủ 31 tuổi này cũng đang thu hút sự chú ý của Juventus và AC Milan.